Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân bị tổn thương ở bàn tay do điện thoại phát nổ. Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ 13 tuổi trú tại xã Đắc Ngọc, huyện Đắc Hà trong tình trạng dập nát bàn tay phải, đa vết thương, vùng đuôi trái, cẳng tay trái, chảy máu vùng mặt. Bệnh nhân bị chấn thương do điện thoại phát nổ khi đang sử dụng. Sau khi được sơ cứu, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, từ đầu năm đến nay bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận cấp cứu điều trị hai bệnh nhân bị chấn thương do điện thoại phát nổ khi đang dùng các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc nếu xảy ra sự cố cần nhanh chóng ngắt nguồn thiết bị để tránh điện giật băng bó vết thương và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời